đang đi chúc Tết bà con người Mông. Đang tính xem cái cảnh bắt vợ mà chưa thấy đâu. Lần đầu tiên đi Tết người Mông. Lần đầu tiên đi Tết người Mông. Đúng rồi. Trời ơi, 30 cây là đang gần đấy. Chào ông bà, chúng con từ Hà Nội lên đây. Nói chung ông bà năm mới, tức là năm mới mạnh khỏe. Ôi dồi ôi. Bây giờ thì chúng mình đang có tại gia đình của ông Giàng A Phua. Và chúng ta sẽ nghe ông kể về các món ăn của ngày Tết. Trắng e giàng. Trắng e giàng. Vâng, cái nghề này là trắng e giàng. Trắng e giàng. Cái phong tục ngày Tết của người người Hờ Mông của chúng mình thì cái phong tục ngày Tết thế nào? Cái phong tục ngày Tết thì nó là nó tế 30 thì chỉ có mổ gà gọi vết mà là xong đấy thì đến 3 ngày thì cho cái củ về. Đấy. Củ nó củ gì ạ? Củ của ông già đấy. Ông già mưa đấy. À. Đấy. Thế còn đây là các món ăn gì đấy ạ? Cái món ăn này thì món ăn cổ truyền cái này là nó tộc mình. Đây là cơm mà cô. Cái này thì là cơm, cơm đồ này. Là cái này là cơm này. Cơm tẻ. Cái này là nó cơm tẻ. Cơm nấu trong gốc cây. Nấu ở trong một cái gốc cây. Gốc cây đục hết lõi. Gốc cây nó. Nước luộc nữa. Đây là nước lục gà. Lục gà, lục lõi. Cũng như là mình đồ xôi ở dưới quê. Tết mình có gói bánh xương không ạ? Tết dân tộc mình gói bánh chưng hay là gói bánh tét ạ? Bánh chưng, bánh tí thì nữa, bánh chưng thì không làm đâu. Đây là nguyên một con lợn ạ? Đây là nguyên một con lợn. Đủ. Đã được luộc chín. Làm sau là bày ra... Làm bánh dày thôi. Trên đây là đặc sản là bánh dày đúng không ạ? Vâng. Gà luộc. Cái này là Tết của mình là tính từ ngày nào? Sắp được ăn cho bác. Sắp được ăn rồi nhỉ. Em ơi, thì hôm nay là 3 tiếng. Hôm nay là 3 tiếng lễ. Bây giờ là mình phải vào làm lễ. Cơm hôm nay là nó giới thiệu với cả nhà, đây là cơm được nấu trong gốc cây. Nhưng mà không phải là đặt cái gốc cây trực tiếp lên bếp mà ta phải đặt lên cái chảo nước. Ngon đặc sản của cái cơm này châu. Thì nó, cái cơm này thì nó làm cái cây này thì nó đặc sản đấy. Và cái cây này cây là cơm cây gì không biết cây này là cây trên rừng cây trên rừng cây trên rừng thì nó là cái mình tự đục rỗng cái cây này ra mình mang về rồi mình tự đục rỗng ra xong rồi bỏ gạo vào để nấu. Thế tại sao phải cho lên cái chảo rồi xong rồi lại cho cái chảo này thì nó cho hay. Thế cái này mình có để bán không ạ? Có thì bán chứ. Có thì bán thì làm khó quá. Nhưng cái này thì có đắt không? Đắt. Có cái loại bé hơn thấp này không? Có. Làm thì cũng có. Mình muốn làm cái to cũng được, cái nhỏ cũng được. Đi đâu rồi?